Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Sư Minh Lợi giảng kinh Na Tiên Tỳ Kheo và Thầy Nguyên Tâm giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Sư Minh Lợi giảng về nội dung 37 phẩm trợ đạo, đó là 4 pháp dừng ý, 4 pháp đoạn ý, 4 pháp thần túc, 5 căn, 5 sức, 7 giác ý và 8 chánh đạo. 4 pháp dừng ý gồm 1. Quán thân thì thân dừng, 2. Quán bệnh khổ thì bệnh khổ dừng, 3. Quán ý thì ý dừng, 4. Quán pháp thì pháp dừng. Dừng ý là chấm dứt các ý nghĩ sai lệch điên đảo. Ví như cho là cuộc đời này là ngã, là thường. Khi đã phân biệt được 4 pháp dừng ý thì không còn khởi niệm trở lại nữa. Gọi là 4 pháp đoạn ý. Khi đã được 4 pháp đoạn ý, trong ý niệm liền tự nhiên được 4 thần túc, là thấy bằng cái suy nghĩ. 4 thần túc gồm 1. Là mắt có thể nhìn thấu khắp nơi, 2. Là tai có thể nghe thấu khắp nơi, 3. Là biết được chỗ suy nghĩ trong tâm người khác, 4. Là có thể bay đi trên không. 5 căn là 5 điều không tham đắm trước của căn. 1. Là mắt thấy các hình sắc đẹp đẽ hay xấu xí trong ý đều không tham đắm hay phiền não. 2. Là tai nghe các âm thanh êm dịu hay lời nhục mạ trong ý đều không tham đắm hay phiền não. 3. Là mũi ngửi mùi hương thơm tho hay khó ngửi trong ý đều không tham đắm hay phiền não. 4. Là lưỡi nếm các mùi vị ngon ngọt hay cay đắng trong ý đều không tham đắm. 5. Là thân thể xúc chạm êm dịu mà không vui thích hay xúc chạm thô cứng mà không sanh phiền não. Như vậy gọi là 5 căn. 5 sức là sức mạnh chế ngự 5 căn, không cho sanh dục vọng. 1. Là chế ngự được mắt, 2. Là chế ngự được tai, 3. Là chế ngự được mũi, 4. Là chế ngự được lưỡi, 5. Là chế ngự được thân. Nhờ đủ sức chế ngự được 5 giác quan ấy, nên tâm ý không bị sa đọa. Nói cách khác, chế ngự có nghĩa là điều khiển các giác quan, không để sinh ra tâm yêu thích, ganh ghét khi các giác quan tiếp xúc các trần cảnh. Thầy giảng rằng, hầu hết mọi người đều không chế ngự 5 giác quan này, nên thường có phiền não khởi lên. Ví dụ, khi mắt chúng ta thấy sắc ưa thích, khởi lên tâm yêu thích. Còn khi thấy cảnh không vừa lòng, thì khởi tâm bực bội, bất an. Do đó, chúng ta cần huấn luyện các giác quan để không khởi tâm yêu ghét khi tiếp xúc cảnh trần. 7 giác ý gồm có ý giác ý, phân biệt giác ý, tinh tấn giác ý, khả giác ý, ỷ giác ý, định giác ý và hộ giác ý. 7 giác ý còn được giải thích theo thất giác chi, nghĩa là trạch pháp, tinh tấn, niệm, định, xả, vô tàm, vô quý. Trong đó giác chi đầu tiên là trạch pháp, nghĩa là chọn pháp môn thích nghi để hành trì và dẫn đến an lạc. 6 giác chi còn lại sẽ được giảng trong giờ học tới. Trong giờ học Phật giáo Nhật Bản, Thầy Thích Nguyên Tâm giảng về hai nhân vật có sự ảnh hưởng lớn nhất trong Phật giáo Nhật Bản là Đại sư Tối Trần của Thiên Thai Tông và Đại sư Không Hải thuộc Chân Ngôn Tông. Đại sư Tối Trần ra đời năm 767, năm lên 12 tuổi thì xuất gia, học về thiền của Đạt Ma Tông. Rồi đến năm 14 tuổi, đắc độ ở Cận Giang Quốc Phận Tự và được ban cho pháp danh là Tối Trần. Thao thức và đau xót trước tình hình Phật giáo đương thời, Đại sư quyết định vào núi ẩn tu. Ngài lên Tỷ Dệ Sơn, dựng thảo am nhỏ và bắt đầu cuộc sống tu tập. Rồi sau đó, Ngài bỏ thảo am, thành lập nên Tỷ Dệ Sơn Tự
hay Diên Lịch Tự ngày nay và thầm nguyện thắp sáng ngọn đèn chánh pháp rạng ngời của chư Phật, đại sư đã triệu thỉnh vị học thức lỗi lạc vùng Nại Lương đến giảng kinh Pháp Hoa để báo đáp thâm ân của Trí Khải đại sư. Tiếp theo, Ngài cung thỉnh cao tăng vùng Nại Lương đến Cao Hùng Sơn Tự để giảng diễn về ba bộ kinh của Thiên Thai Tông. Việc làm này nhằm mục đích giới thiệu tinh hoa của Thiên Thai Tông, tạo điều kiện để tiến đến thành lập tông phái sau này. Đến năm 804, Ngài được ban sắc chỉ cho nhập đường cầu Pháp và năm sau 805 thì trở về nước. Từ đó, Ngài bắt đầu nỗ lực xiển dương giáo Pháp Thiên Thai Tông. Vào năm 806, Ngài dâng biểu lên triều đình để xin chấp nhận cho Thiên Thai Tông là một trong những tông phái chính đương thời và được hứa khả. Rồi đến năm 819, Ngài lại dâng biểu xin thành lập giới đàn Đại Thừa trên Tỷ Duệ Sơn. Nhưng vì các tông phái khác phản đối kịch liệt, nên trong khi còn sinh tiền thì giấc mộng kiến lập giới đàn của Ngài vẫn không trở thành sự thật. Tuy nhiên, sau khi Ngài viên tịch được 7 ngày thì nhận được chiếu chỉ chấp thuận cho thành lập giới đàn. Vào năm 822, Ngài thị tịch, hưởng thọ 56 tuổi. Đến năm 866, Ngài được ban cho thụy hiệu là Truyền Giáo Đại Sư. Tiếp đến, Thầy giảng về Không Hải Đại Sư. Ông là tổ sư khai sáng ra chân ngôn tông Nhật Bản, xuất thân từ vùng Tán Kỳ thuộc Tứ Quốc. Lúc lên 15 tuổi, Ngài theo người bác lên Kinh Đô. Năm 18 tuổi thì học hết các học vấn của Trung Quốc, nhưng vì Ngài có chí xuất gia nên cuối cùng bỏ học. Ngài theo Đại Long Ngạc ở vùng A Ba và Thất Hộ. Khi ở vùng Thổ Tá, tu hành rất nghiêm mật. Ngoài ra, Ngài còn theo học các giáo học ở các chùa lớn đương thời vùng Nại Lương. Đến năm 24 tuổi, Ngài viết cuốn Tam Giáo Chỉ Quy nhằm luận về những điểm hay, dở của Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo. Đó cũng chính là bức thư tuyên ngôn xuất gia của Đại sư Không Hải. Năm 804, lúc 34 tuổi, Ngài đi cùng với Đằng Nguyên Cát Giả Ma Lữ sang nhà Đường. Giữa đường, cả hai người gặp nhiều trắc trở trên biển cả, nhưng cuối cùng cũng đến được kinh đô Trường An. Năm sau, từ tháng 5 đến tháng 12, Ngài theo hầu hạ Ngài Huệ Quả ở Thanh Long Từ và được thọ nhận lễ quán đảnh và kế thừa bí pháp từ vị này. Bên cạnh đó, Ngài còn theo học pháp với Bát Nhã Tam Tạng. Nhưng vì vào tháng 12, Ngài Huệ Quả viên tịch, nên tháng 10 năm 806, Không Hải Đại Sư phải trở về nước, mang theo nhiều kinh luận và pháp cụ Mạng Đà La. Đến năm 36 tuổi, Ngài đến trú tại Cao Hùng Sơn Tự, vùng Kyoto, và bắt đầu thắp sáng ngọn đèn chân ngôn mật giáo tại đây. Từ đó, Ngài được Tha Nga Thiên Hoàng ủng hộ và chấp nhận cho phát triển chân ngôn tông. Thêm vào đó, Ngài còn giao tế với Ngài Tối Trần của Thiên Thai Tông và đã từng truyền thọ pháp quán đảnh cho Ngài Tối Trần và đệ tử của ông. Trân trọng kính mời quý vị tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Sư Minh Lợi giảng kinh Na Tiên Tỳ Kheo và Thầy Nguyên Tâm giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an may mắn. Rất mong quý vị học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại
3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California, 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.